Trinh, sao không mua áo cho tôi? Chiều nay tôi đi dự tiệc. Dạ. Nè. Dạ. Chuyện này là sao? Tại sao trong nhà có nhiều quần áo trẻ con như vậy? Dạ, em cũng định thưa với anh, nhưng vì hôm qua anh về trễ quá cho nên là em không dám làm phiền. Nhà mình có thêm người anh à. Thêm người? Thêm người là sao? Dạ, em vừa mới sinh một đứa con nuôi. Quần áo này là của con đó anh. Sinh con nuôi? Dạ phải. Đi tiệc bị ổi. Tôi đã lập cô nữa. Thật không ngờ đằng sau cái vẻ đẹp của cô là một trái tim độc ác xấu xa. Cô tưởng cô làm như vậy là có thể trả thù được tôi sao? Anh nói gì? Em không hiểu. Em trả thù anh khi nào? Mà tại sao em phải trả thù? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có tưởng là tôi không nhìn ra cái tâm địa xấu xa của cô. Nghe má tôi kể, nhà Thảo sinh con bị mất Lâm Bình, được tôi đem về đây chăm sóc. Cô vừa hờn ghen nên lòng cô mới sinh ra ích kỷ. Cô hả hê trước cái chết của con tôi chưa đủ hay sao? Cô định tra tấn tinh thần tôi bằng cách đem về một đứa con khác hay sao? Cô định đem tiếng khóc của nó ám ảnh tôi để cho tôi ghét nhà Thảo đúng không? Em chưa bao giờ có suy nghĩ cô đâu. Cô có. Cô câm miệng đi, đừng có cãi. Đồ đàn bà độc ác, lăng loàn. Tôi ra lệnh cho cô, từ bây giờ cho tới chiều, đưa đứa bé ra khỏi căn nhà này, khuất mắt tôi. Đừng anh ơi, em xin anh đừng đuổi đứa bé đi. Nó em xin anh đừng đuổi đứa bé đi. Tôi nói một là một, hai là hai. Đem nó ra khỏi nhà tôi. Anh uống miếng nước cho hạ quả. Anh nè, anh đừng giận nữa mà. Anh quay qua nhìn coi em mặc bộ đồ này có đẹp không? Trời, sao em lại mặc phong phanh như vậy? Em vẫn còn non tháng non ngày mà. Anh đó, mấy lời nhăn nhó như vậy nè anh để dành cho má em. Với lại mấy cái bà già cổ lũ sĩ nói đi. Gì mà la em hoài. Công việc của anh bây giờ là kê một đơn thuốc làm sao cho em uống vô em lấy lại vóc dáng càng nhanh càng tốt. Chứ cái bụng em bây giờ mự hơn ngày xưa 10 phân luôn. Anh biết không, hôm qua nè, con Thúy nó qua nó thăm em, cái nó chọc em mập như một con heo. Không có cái thuốc nào mà làm cho bụng em nhỏ lại. Chỉ có một cách nhanh nhất là nghe lời anh, chịu khó nằm than, lấy giải quấn bụng lại. Em vẫn nghe lời anh, vẫn nằm than, vẫn lấy giải quấn bụng. Nhưng mà em có thấy nó ốm được miếng nào đâu. Anh, em sợ lắm. Liệu là cái bụng của em nó có nhỏ lại giống như hồi đó không? Đã có chồng có con rồi thì làm sao mà như cái hồi con gái được. Em bận tâm chuyện này làm cái gì? Anh có chê em tiếng nào đâu. Em đâu có lo anh chê em đâu. Em chỉ lo mày mốt cứng cáp, rồi cái em không có mặc đồ đẹp, rồi cái em không có đi nhảy đầm được thôi. Cái gì? Em nói cái gì? Nhảy đầm? Ôi, bây giờ nhảy đầm là một cái mốt trong giới thượng lưu đang rất là nở rộ. Cho nên là anh phải đi nhảy đầm. Anh phải học nhảy đầm cho biết với người ta. Để lỡ mai mốt bạn bè em mở tiệc ha, em dắt anh tới mà anh không biết nhảy xấu hổ lắm. Sao ạ? Thôi mệt quá. Cái chuyện đó để mai mốt em cứng cáp rồi mình bàn cũng được. Bây giờ nè, anh, bây giờ anh kể cho em nghe nỗi buồn của anh đi. Lúc nãy muốn kể nhưng mà em làm cho anh mất hứng, hết muốn kể rồi. Thôi mà, đừng có chù ủ cái mặt với em như vậy nữa. Anh kể cho em nghe đi. Sao anh quạo? Hả? Ai chọc anh? Em đó. Sao tự nhiên lại là em? Chứ sao không phải tại em. Mới sanh xong, em biết không thể cho anh, mà còn ăn mặc phong phanh, xức nước hoa thơm lừng như vậy nữa. Hỏi sao người ta không quạo? Không cho anh chuyện đó, nhưng mà em cho anh chuyện khác được không? Chuyện gì? Lại đấy. Sao? Được chưa? Không có giận em nữa nghe.
Biết rồi. Tội nghiệp con quá. Còn con ngủ sai, không biết mới 15 ngày mà đã phải trải qua biết bao sóng gió. Bị cho đi bởi mẹ ruột của mình, bây giờ lại bị ba và bà nội không nhìn nhận. Cuộc đời con rồi sẽ ra sao đây? Ủa, chị Trinh, chị ẵm bé ra đây chơi hả? Ừ, nhớ không con? Thích thương quá. Ừ. À, ủa, chị có chuyện gì hả? Trang à, má biểu chị ẵm đứa bé này vô chùa. Chị không biết quyết định sao, nên ẵm đứa bé ngồi đây đợi em về hỏi ý kiến của em nè. Ủa, má đã chấp nhận cho mình nuôi em bé trong một tuần rồi mà, sao mới có ngày má đã thay đổi nhanh vậy? Sự này má đâu có vậy đâu. Chị ngồi đây chờ em chút nha, em phải vô hỏi má cho la lẽ mới nè, được. Nè, đừng làm má khó xử. Thật ra đây là ý kiến của anh Khải. Anh hiểu lầm, tưởng chị đem đứa bé này về để trả thù chuyện ảnh vừa mất đứa con, nên ảnh... Nên ảnh sao? Hay là anh đánh chị đúng không? Không phải, anh chỉ giận dữ bắt chị đem trả đứa bé này thôi. Chị khỏi giấu em, anh hai này thiệt tình á, yêu bà Thảo tới mù quáng luôn rồi, không có còn phân biệt được ai tốt ai xấu nữa hết. Chị đã vất vả lặn lội xuống tận dưới Cà Mau kiếm con về cho ảnh, vậy mà ảnh còn biết ơn nữa. Trang à, em đừng trách ảnh, tại ảnh không biết nội tình. Chứ ảnh không phải là người hồ đồ vô ơn như em nói đâu. Chị lúc nào cũng chỉ biết bên ảnh, lúc nào cũng hạ thấp bản thân mình hết, cứ để ảnh trèo lên đầu chị ngồi như vậy. Là chồng thôi mà, có gì đâu chị sợ như vậy. Tình cảnh của chị em biết rõ rồi mà, chị không trọn vẹn làm sao có tiếng nói trước chồng. Không trọn vẹn thì sao chị? Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, vì tình nghĩa, vì nhiều thứ khác nữa, chứ đâu phải vì cái chữ Trinh vậy đâu. Chị đừng có nên vì chuyện này mà mặc cảm, đánh mất bản thân mình, để anh hai em coi thường chị như vậy. Thôi, đi tranh cãi đề tài này nữa. Chị muốn hỏi em là tìm cách nào để giải quyết em đẹp cho đứa bé nè. Chắc chắn là mình không thể gửi nó vô chùa một lần nữa. À, hay là mình tìm cách gửi lại cho Dạ Thảo nha. Trả cho bà Thảo hả? Ừ. Chị có chắc á là người mẹ vô lương tâm đó không có đem cho con mình lần nữa không vậy? Vậy thì hay là mình nói thật cho anh Khải biết, để anh khỏi dẫn đứa bé vô chùa. Nói thật cho anh hai biết á, dĩ nhiên là phải nói rồi, nhưng mà không phải bây giờ chị. Em muốn á, anh hai phải hiểu được chị, phải biết á, chị là người nhân hậu cao thượng biết chừng nào. Chị đã tốn biết bao nhiêu công sức mới giúp cha con ảnh gặp lại nhau nữa, đâu thể nào nói là nói một cách dễ dàng như vậy được. Chị không cần anh Khải phải biết những chuyện này đâu. Hai đứa con làm cái gì mà rù rì tâm sự với nhau vậy? Rồi chuyện gì mà giấu thằng Khải chứ? Dạ. Còn con nữa, má đã nói với con là đem vào chùa cho người ta rồi, sao con còn giữ ở đây? Dạ. Thằng Khải nó sắp về rồi đó, còn để bé ở nhà là sùm nữa con. Còn con Trang, đi học về sao chưa chịu thay đồ hả con? Dạ. Dạ. Ủa, sao mà còn chần chờ đó nữa con? Đi lẹ lên đi con. Dạ. Đi. Má. Bây giờ thôi. Cái gì nữa? Má không thể nào kêu chị Trinh ẵm đứa bé này đi được đâu. Sao lại không? Thôi bây giờ con nói chuyện này cho má luôn, nhưng mà má hứa với con là phải bình tĩnh đó nha. Chuyện gì mà bình tĩnh hay không bình tĩnh chứ? Đứa bé này á chính là con. Nó vô đây cho má. Dạ. Thank you.
Khải. Má, sao bữa nay con về trễ vậy? Có phải con mới vừa qua chỗ con Dạ Thảo hay không? Dạ phải, vì em ấy vừa mới sinh lại mất con, tinh thần bị xuống nên con mới ghé qua ăn chén cơm, nói đôi ba chuyện rồi con mới về đây. Đúng là tội nghiệp Thảo. Đúng là tội nghiệp. Nè, con ngồi xuống đó. Có phải cháu của má trên mặt có một bớt đen, rất là xấu xí khó coi phải không con? Má, ồ, sao mà biết chuyện này vậy? Má có người bạn làm nữ hộ sanh trong nhà thương, người ta kể cho má nghe cháu của má có một vết bớt trên mặt rất là xấu xí. Dạ phải, nhưng mà đừng có lo, cháu của má không phải là con lộn vòng hay là xui xẻo gì đâu. Chỉ tại Dạ Thảo lúc mới cấn bầu đã uống thuốc phá thai. Cái gì? Vừa cấn thai đã uống thuốc phá thai rồi à? Chẳng phải nó muốn giết chết cháu của má hay sao? Má, má đừng có nóng, má bình tĩnh đi. Dạ Thảo chỉ là nông nổi nhất thời, nhưng trời thương khiến con tới kịp. À mà nè, sao tự nhiên hôm nay má hỏi con chuyện này vậy? Lại tiếng con nít khóc nữa à? Vậy là Trinh Trinh vẫn chưa đem con bé đi trả à? Thật quá đáng mà. Trinh Trinh, con ngồi lại đó. Con gọi Trinh Trinh để làm gì? Xem ra Trinh Trinh đã lấy được lòng của má rồi. Má không cho con nặng lời sỉ nhục Trinh Trinh, kể từ bây giờ má không cho phép con làm điều đó. Nhưng mà má không thấy là cô ta quá đáng sao? Con nói quá đáng ở chỗ nào chứ? Con vừa bị mất một đứa con, nỗi đau của con chưa hết, vậy mà cô ấy đem bụng đứa bé về nuôi. Chẳng khác nào cô ấy khiêu khích hành hạ con sao? Khiêu khích hành hạ con à? Ý con nói mỗi lần con nghe tiếng khóc của con nít là con không chịu nổi sao? Mà tại sao má lại có thể chấp nhận một cái điều vô lý như vậy được? Nếu như vậy thì con hãy chuẩn bị tâm lý đau lòng dài dài đi. Bởi vì chính má, má đã quyết định nhận đứa bé đó làm cháu nội của má ngay từ ngày hôm nay. Má không thể được, con không bằng lòng. Con không bằng lòng thì mặc con. Má đã nhận nó làm cháu của má và để Trinh Trinh toàn quyền làm má nuôi của nó. Nếu như con không thích thì cứ dọn thẳng vào nhà con Dạ Thảo mà ở. Trời ơi, cái áo này á đúng là hợp với em ghê á. Cái con nhỏ Thúy kia nhìn thấy nhất định nó sẽ trầm trồ cho mà coi. Áo này chị mua bên Pháp, ở Việt Nam không có cái thứ hai đâu đó. Vậy hả chị? Ừ. Ôi chị tốt với em quá, em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Có cái áo thôi, ơn với nghĩa có bao nhiêu đâu. Chị làm mất đứa con của em, cho tới bây giờ chị còn nghe lương tâm bị cắn rứt đó. Thôi mà chị, chị đừng có tự áy náy mình nữa. Em đâu có trách chị miếng nào đâu, với lại mọi chuyện cũng đã giải quyết xong hết rồi mà. Nhưng nếu bây giờ có người trả lại con cho em, vậy em có nhận không? Nó đã mất thì cũng đã mất rồi, làm gì có người đem trả lại chứ. Mà cho dù người ta có trả lại, em cũng không có nhận đâu. Không nhận? Tại sao vậy? Anh Khải đã không còn quan tâm đến nó, em còn tìm kiếm nó để làm gì? Nó là một đứa trẻ xấu xí, lại toàn đem tới những chuyện không vui. Với lại anh Khải đã nói với má chồng em là nó đã chết rồi, bây giờ mà nhận lại chẳng khác nào hai đứa đã nói dối má chồng sao? Nhưng nó là con của em, em không thương không nhớ chút nào hả? Nhớ chứ. Lâu lâu nghĩ lại em thấy tội nghiệp nó, nhưng mà sau đó thì hết hả? Em còn trẻ mà chị, em không có lo gì hết. Vài bữa nữa cái em sanh đứa khác nha. Một đứa trẻ thật là dễ thương, bụ bẩm, trắng trẻo. Lúc đó má chồng em chắc chắn sẽ động lòng. Chứ bây giờ em còn phải suy nghĩ cách nào để phục hồi dốc dáng nè, rồi đi học nhảy nữa nè.
Em còn phải chọc tức con Thúy nữa chứ. Nó hả, nó làm như có một mình nó biết nhảy vậy đó. Dạ Thảo đúng là nông nổi, còn ham chơi lắm. Thôi được, muốn chơi thì chị đây dạy cho chơi. Em á, không cần phải chọc tức nhỏ Thúy kia đâu. Nếu như mẹ muốn học nhảy á, chị sẽ nói Quang Huy đến tận nhà dạy cho em. Chị nói anh Huy tới nhà dạy cho em hả? Ừ. Biết sao không, nếu mà đến tủ lầu học để con nhỏ Thúy kia biết á, thì còn gì là vui nữa. Ờ, em phải âm thầm học, học thiệt là giỏi. Rồi bất ngờ một ngày em ăn mặc thiệt là đẹp, đến tủ lầu trổ tài thì con nhỏ Thúy kia nó mới tức điên lên được. Chị nói có lý ha. Chuyện vậy mà em cũng nghĩ không ra. Ủa đúng là em ngu thiệt luôn á. Ủa mà chị, chừng nào em được học vậy? Em nôn quá à. Nôn gì, cũng phải đợi qua cử chứ. Em quên đó là mình mới sanh hả? Em 24 ngày rồi mà. 24 ngày? Vậy là chỉ còn 6 ngày nữa là đến đầy tháng con em rồi. Đầy tháng hả? Không biết người đàn bà nhận nuôi con em có làm đầy tháng cho con em không hả chị? Chị nghĩ chắc là có đó. Sầm như vậy làm sao mình ngủ được bây giờ? Bực mình quá đi. Trinh Trinh, cô rảnh rỗi không có việc làm hay sao mà đem đứa nhỏ nó về đây vậy? Nếu không phải má của tôi và Thiên Trang đồng lòng đứng về phía của Ngô thì tôi đã tống cái đứa nhóc đó ra khỏi nhà rồi. Động quá đi. Cô tưởng là má chống được cô là tôi sợ cô sao? Trinh Trinh. Dạ. Tôi đã nói với cô không được để đứa bé không lớn ảnh hưởng tới chức vụ của tôi. Tại sao không nghe lời tôi? Dạ. Dạ dạ cái gì? Tại sao tôi hỏi cô không trả lời? Nè, đừng có tưởng mua chuộc được má tôi không dám làm gì cô nha. Dạ, em không dám cãi lời anh. À, em sợ làm phiền tới anh nên tối nào em cũng cho em bé ngủ ngon hết để cho anh được ngủ yên. Với lại con nó cũng ngoan lắm anh, từ bữa về tới giờ nó chưa khóc đêm bao giờ hết á. Nè anh à, anh nhìn đi. Không khóc đêm? Dạ. À đúng là nó không có khóc, mà dù có khóc cũng bị hai cục bông gòn cản lại rồi. Vậy mà tại sao mình cứ nghe tiếng khóc của con nít vậy? Dạ, con đâu có khóc gì đâu. Từ lúc anh vào tới giờ nói năng lớn tiếng như vậy mà con vẫn không thức giấc nữa. Chắc là tôi nghe lầm. Mà nè, cô cũng đừng có dội lên mặt. May mắn lần này thôi, lần sau trong lúc mà tôi đang ngủ nó mà khóc đêm nữa thì lập tức đem nó ra khỏi nhà tôi ngay. Dạ. Tai của mình có vấn đề rồi sao? Rõ ràng em bé đang ngủ say mà lại chạy sang la hét um sùm.
Thế nào sáng mai con cũng đem chuyện này ra kể với má và Thiên Trang nghe. Rồi xúm vô cười nhạo mày. Trời ơi, im vô một cái đi. Đây là tiếng khóc của con mình hay sao? Ơi, anh làm gì vậy? Ôi, anh lặt rau cho em luôn á hả? Nè, em mới đi đâu vậy đó? Ủa, tóc em bị sao vậy? Ôi, em mới đi uống tóc về đó. Anh không thấy hả? Đây là cái kiểu mốt nhất hiện nay á. Anh thấy em có đẹp không hả? Em nói gì đó? Em mới đi uống tóc về hả? Ừ. Mà lại còn mặt đầm nữa. Em quên hôm nay là ngày gì sao? Em nhớ chứ. Bữa nay á là đầy tháng của con, và cũng là ngày xả cử của em á. Ôi, em nhớ hồi đó nha, mấy chị có bầu trong xóm á, tới ngày đầy tháng của con á là chị được dẫn ra cái ngã tư đường, bỏ hết những cái đồ ở cử đi. Em bắt chước, em bỏ hết rồi, sẵn tiện em đi làm tóc luôn. Ôi, bây giờ á, em phải là tu bổ lại nhan sắc của em. Anh. Ủa, anh không thích hả? Ôi, anh không thích thì để em ra em uống lại kiểu khác nha. Thôi khỏi đi, em thay đổi rồi. Thật sự em thay đổi rồi. Vậy mà hôm qua nghe Thắm nói về em, anh không tin. Anh còn mém gây lộn với cô ta nữa. Con Thắm nhiều chuyện nó đã mách lẻo gì với anh vậy? Cô ấy không mách lẻo gì cả. Cô ấy chỉ nói sự thật thôi. Em nghe mọi người xì xào, dạo gần đây có một ông già đang theo đuổi Thảo. Ông này giàu có và chung tình lắm. Mà coi bộ dạ Thảo cũng thích ông ta đó. Mỗi lần mà ông ấy tới đây á, hai người đó cười cười nói vui vẻ lắm. Anh đừng có tin con Thắm đó, nó bậy. Không có người đàn ông nào theo em đâu. Khi nghe Thắm kể anh cũng không tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy em như vậy, không thể anh không tin được. Anh nói vậy là anh nghi ngờ em có tình ý với người khác hả? Không phải nghi mà là khẳng định. Thảo à, em làm cho anh thất vọng quá. Em làm gì mà anh thất vọng chứ? Hôm nay là ngày gì em nhớ không? Hôm nay là ngày đầy tháng của con. Anh nghĩ đâu em rất đau buồn, rất đau khổ, cho nên anh đã bỏ việc ở nhà thuốc đến đây để an ủi cho em. Kết quả thì sao? Em không buồn, không hối hận cho hành động bất nhân tính của mình đã đi bỏ con. Em còn đi uống tóc nè, ăn mặc đẹp như vậy. Nếu như em không có người đàn ông khác bên ngoài, vậy chứ là cái gì? Ai nói với anh là em không buồn? Ai nói với anh là em không nhớ con? Cả đêm hôm qua em khóc vì nhớ con. Em khóc đến sưng mắt anh không thấy hả? Nhưng sau đó em suy nghĩ lại, bây giờ có khóc hay có buồn đi chăng nữa thì cũng vậy hả? Nên em phải cố vui lên. Em đi làm đẹp. Em làm đẹp là cho ai? Em đi làm đẹp là cho anh thích, anh yêu. Anh không thích thì thôi, anh làm gì mà la em dữ vậy? Làm đẹp cho anh. Em đã biết rất rõ là anh chỉ yêu mái tóc dài của em thôi. Vậy mà em chưa hỏi một câu đã tự tìm đi cắt nó rồi. Em phải đi uống quăng uống quéo nó làm cái gì? Cái này là em chọc tức anh. Anh vừa phải thôi nha. Anh quá đáng vừa thôi. Anh không thích thì thôi, em không nói chuyện với anh nữa. Em đừng có phúng quẩy như vậy nữa. Tôi biết tôi không bằng cái người già già của cô đâu. Anh đừng có nói tầm bậy. Em với anh Huy không có cái gì với nhau hết. Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bây giờ thì chịu nhận rồi sao? Anh Huy ngọt ngào, thân mật. Có phải vì hắn ta mà cô đem con của tôi đi cho? Để cô rảnh tay rảnh chân ôm trai khác nhảy nhót đúng không? Anh im đi. Anh đừng có lớn tiếng mắng tôi như vậy. Anh đừng có mà đổ tất cả tội lỗi cho tôi.
chứ tại ai? Không phải tại vì anh tham giàu, anh lấy trinh trinh thì tôi đâu có phải đem con tôi đi cho. Cô, xét về lương tâm thì anh mới là người đánh mất. Ngay từ đầu anh là người phản bội tôi rồi mà. Đi đi. Đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Ngọc ra ngà nghe. Cô là mẹ kiểu gì vậy? Để cho con khóc sùm, làm tôi không nghỉ ngơi được gì hết. Dạ, em cứ tưởng là anh đi làm tới tối mới về, cho nên là em không có cơm nước gì hết. Má nói là sẵn cúng đầy tháng, ba mẹ con ăn luôn. Hồi nãy thấy anh về, em tranh thủ xuống bếp làm mấy món cho anh ăn. Chắc tại tôi có vấn đề rồi. Ở trong phòng á, tôi nghe tiếng con nít khóc. Khi đến đây thì mọi chuyện đã khác rồi. Nói vậy là anh chưa vào phòng. Vào đó làm cái gì? Bộ cô tưởng tôi thích vào trong phòng này hả? Trời ơi, có chuyện gì thì em nói đi, làm gì em khóc hoài vậy? Anh Khải anh đánh em á, chị nghĩ coi em khóc được không? Cái gì? Thế Khải đánh em hả? Mà tại sao? Dạ, tất cả cũng tại vì con Đáp nhiều chuyện. Nó đi tọc mạch với anh Khải á, là em hay đi tới tủ lầu làm cho anh ghen, rồi anh còn ghen em với lại anh Huy nữa. Anh á, anh thấy em muốn tóc rồi cái anh nổi trận lôi đình lên, rồi anh lôi luôn chuyện em đem cho con ra anh mắng em. Em trả lời lại có mấy câu à mà anh đánh em. Đúng là vô lý, không thể chấp nhận được chuyện này. Bởi vậy mới ấm ức từ qua tới giờ nè, em khóc hoài mà không có nín luôn á. Chị phải dạy em, bây giờ em phải làm sao? Cho nên em càng phải chứng tỏ giá trị thật của mình, không dễ dàng tha thứ. Không chỉ giận thật lâu, mà còn phải trao dồi sắc đẹp của mình lại. Phải biết làm mới mình, và nhất là phải cho anh Thế Khải thấy em còn rất đẹp, và có rất là nhiều người theo đuổi em. Anh hai, có phải anh có chuyện muốn cầu cạnh em không? Đâu có. Chắc chắn là có. Em còn lạ gì đối với anh nữa. Nếu như không có chuyện gì nhờ em giúp đỡ thì anh chỉ biết gây lộn với em, chứ có bao giờ mà tốt bụng đi đón em đâu. Nghe em nói, anh có cảm giác anh là người tệ lắm vậy đó. Đúng là có chút chuyện anh muốn nhờ em. Biết ngay mà, anh hai đâu có tốt bụng suông vậy. Nhưng mà thôi, nể tình anh em với nhau, em sẽ giúp anh một lần. Anh hai muốn em giúp chuyện gì? Anh muốn em nói thật với anh. Em được bé Thiên Phúc ở đâu vậy? Tự nhiên anh hỏi em chuyện này làm gì vậy? Bởi vì Thiên Phúc nó là con của anh. Cái gì con của anh hai? Còn lâu quá. Thôi đừng có giấu nữa, khai thiệt đi, em được nó ở đâu? Nói cho anh biết đi. Vậy là anh biết hết rồi hả? Thấy chưa, anh nói đâu có sai. Khai đi, không phải chỉ có một mình anh biết nó là con của anh, mà em cũng biết, má và Trinh Trinh cũng biết, đúng không? Chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Tại sao mọi người biết hết mà lại giấu anh? Hả? Đem con anh về nhà mà lại giấu anh, trong khi biết rõ anh đang rất đau khổ kia mà. Nói cho anh biết đi, tại sao? Tại sao lại như vậy? Hả? Đau em. Em nói đi. Ai biểu anh hai gạt má làm gì? Má giận nên mới không cho tụi em nói đó. Em đã lượm hay là sinh con của anh ở đâu? Nói cho anh biết đi. Em đã lượm con anh ở đâu? Anh hai, nếu như mà anh hai muốn biết sự thật á, thì anh hai phải hứa với em là không được làm dữ với chị Trinh Trinh nha. Không thì em không nói đâu. Thôi được rồi, anh hứa. Sao lại là phiền? Đây là vinh hạnh của anh mà. Xin mời em lên xe.
Lên xe. Ừ, lên xe của anh đi. Ờ, em chỉ mới gặp anh vài lần ở tủ lầu, em không dám tùy tiện làm phiền anh vậy đâu. Ờ, anh để em đi xin lô. Anh đi trước đi, em tới sau cũng được mà. Anh đã nói được đón em dự sinh nhật lên dinh thảnh của anh mà. Em có khách sáo vậy anh buồn lắm đó. Hay là em chê anh, hay là không thích ngồi trên xe anh? Ờ, không phải như vậy đâu, anh đừng hiểu lầm. Được anh cho quá giang là vinh hạnh của em mà. Chỉ là em và anh chưa có quen thân cho nên em thấy ngại. Chưa thân rồi sẽ thân, em đừng có ngại. Nếu như anh cho phép, và cho em đi ké xe của anh nha. Đợi em chút xíu em khóa cửa. Uống đi. Từ lúc ra trường tới giờ mới thấy ông xuất hiện. Ông trốn ở đâu mà lâu dữ vậy? Tính mình không thích đám đông nên ít tham dự tiệc tùng bạn bè. Nếu không nể thành, vừa là bạn thân vừa là lớp trưởng, chắc là tôi cũng gửi tiền mừng thôi chứ không tới đâu. Cái tính lầm lì tối ngày của ông á, suốt ngày chỉ biết là ôm cặp đi học rồi đi về. Tôi còn lạ gì ông mà giới thiệu. Còn là đồ đẹp mà đem xé đi bỏ hết thì làm sao mà đi chơi? Mày mốt là sinh nhật con Thúy nữa mà bộ này không cho mặc thì mặc cái gì? Anh quá đáng với em lắm nha. Chuyện gì cứ kể chị nghe đi. Trước khi kể hết mọi chuyện, em cũng muốn nói chuyện với Thắm nữa. Ừ. Thắm. Dạ. Em ra đây, Thảo có chuyện muốn nói với em. Dạ. Có chuyện gì mà phải nói chuyện trước mặt bà chủ tiệm thuốc vậy ta? Chị coi đó, Thắm lúc nào cũng chọc ghẹo em vậy đó. Thảo, có chuyện gì vậy em? Sao tự nhiên em lại đánh Thắm? Mày dám đánh tao hả? Rồi sao? Hả? Mày muốn cái gì? Hả? Đi sao hả? Thành đứa làm gì vậy? Tính làm loạn ở quán chị hả? Em đâu có biết. Nó quýnh em trước mà. Chị phải dành lại công bằng cho em chứ. Thảo, em nói chị nghe đi. Tại sao em lại đánh Thắm? Tao đánh mày là cái tội mày nhiều chuyện. Tại sao mày lại dám nói với chồng tao là tao có quan hệ với anh Quy? Hả? Để cho anh giận tao, rồi anh về anh đánh tao, anh còn lấy hết đồ của tao nữa. Thiệt hả? Cho đáng đời ha. Đáng đời hả mày? Đáng Thảo. Đời hả? Thắm, em nói cho chị biết, em có đi nhiều chuyện với Thế Khải không? Em không có nhiều chuyện. Anh Khải hỏi sao thì em trả lời vậy thôi. Chị nghe nó nói chưa? Bổn phận của em là tiếp chuyện với khách. Khách vui lòng thì khách mới mua rượu uống. Anh Khải tới uống rượu thì em phải tiếp chuyện với anh Khải. Anh hỏi sao thì em trả lời vậy thôi. Nè, nhưng mà tao quen với anh Quy hồi nào hả? Tại sao mày lại dựng chuyện như vậy? Thảo, không có dựng chuyện. Tao chỉ nói á là anh Huy, anh theo đuổi mày thôi. Rồi anh Khải, tự tưởng tượng ra mà. Mấy bữa nay thấy mày mặc đồ sờn sàng, cứ tưởng là mày đổi tính. Ai dè bị chồng đánh xé hết đồ. Đáng đời tao quá. Tao giết mày đi. Tao giết Thảo. Mày. Hay đứa có thôi không? Thắm, em có thôi nghe cái trò chọc kẹo Thảo không? Em không có chọc kẹo nó. Em chỉ nói sự thật thôi à. Ai biểu nó chảnh chẹ làm gì cho người ta ghét. Chị nghe nó nói chưa? Chị đứng đây nãy giờ, sao lại không nghe được? Nhưng mà từ nãy giờ Thắm nó nói cũng đâu có sai cái gì đâu. Chị, tính nó từ xưa tới giờ thường hay lách chách, không có kín miệng. Có trách là trách chồng em không có tin em. Chị mới nghe người ta nói mấy câu là đùng đùng lấy hết đồ của vợ mình. Chị thấy vậy không có đáng bằng đàn ông chút nào. Tính anh Khải anh không có hồ đồ đâu. Không phải vì ba cái lời nói của em mà về hành hạ con nhỏ này đâu. Chắc là cái thứ lòi cái đuôi không có đang chín ra đó, nên ảnh về ảnh làm hùng làm hổ vậy đó.
Đời mà không có lửa thì làm sao có khói. Tao cắt lưỡi mày nha. Cô kia, cô kia hả? Lùi đi, nghe hú ra coi. Thảo, Thấm, em đi vô trong đâu công chuyện đi, nhanh. Mày ngon mà đứng lại coi hả? Thảo, thôi đi Thảo. Chuyện gì từ từ giải quyết. Em mà cứ làm màu màu như vậy á, người ta nhìn vào không có hay đâu. Tưởng qua đây được chị khuyên, ai về chỉ còn binh nó. Em không cần lời khuyên của chị nữa đâu. Thảo, Thảo. Nó sai rành rành vậy á mà binh nó. Bởi vậy có mình chỉ Tuyết Ngân là binh tôi thôi à. Lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà bảo còn đi về quê nữa, biết ai đâu mà giúp. Bực bội. Xin chào người đẹp. Sẵn sàng có người giúp em đây, người đẹp. Là anh hả? Anh lại tới tủ lầu uống rượu à? Muốn uống rượu, anh có thể tới tủ lầu nào cũng được. Anh chịu khó tới đây chỉ với mục đích duy nhất. Mục đích duy nhất? Là gì? Là để gặp em đó. Anh lại nói chơi rồi. Anh đó giờ anh không biết nói chơi. Thật sự là ngày nào cũng tới tủ lầu này chỉ mong để gặp em. Mà anh thấy ông trời cũng thật công bằng, nên sự kiên nhẫn của anh cũng có kết quả rồi. Em thấy nếu như anh muốn gặp em, anh có thể tới nhà của em, chứ đâu nhất thiết phải chờ em ở chỗ này. Chưa được sự đồng ý của em, anh đâu dám hàm hồ. À, bây giờ có rảnh không? Mình vào trong uống vài ly đi. Uống vài ly thì được, nhưng em không thích vô cái tủ lầu nhiều chuyện này. Mất công lại có người bàn ra tán vô. Nếu em không thích vô đây thì tới nhà của anh đi. Nhà của anh hả? À không, ý nó là tiệm vàng của anh. Tiệm vàng hả? Ừ. Vậy quá ra anh là chủ tiệm vàng à? Tiệm vàng của anh nổi tiếng nhất vùng này mà, em không biết sao? Em xin lỗi, tại lúc trước em chỉ nghe mọi người nói anh là một người giàu có, chứ em không biết anh là một người kinh doanh về vàng. À, anh có phần hùng, anh kinh doanh nhiều thứ lắm. Mà em có đi chơi với anh không? Anh Khải đã cấm mình giao du với bạn bè. Nếu mình đi với anh Huy, lỡ bị anh Khải thấy thì... Thật ra thì hôm nay em có công việc bận rồi, không đi với anh được. Em hẹn anh khi khác nha. Con khóc là anh ngủ không được hả? Em đã cố đóng chặt cửa rồi. Em xin lỗi anh. Không cần xin lỗi đâu. Sao khóc dữ vậy? Dạ em cũng không biết nữa. Tự nhiên đang ngủ giật mình tỉnh dậy khóc tới giờ luôn á. Hơn một tiếng đồng hồ rồi, em dở cách nào cô không chịu nín hết á. Con nít không tự nhiên mà khóc vậy đâu. Cô đặt xuống đi, tôi khám cho. Dạ. Nhanh. Sinh bụng. Anh ơi, vậy thì con nó bị gì mà sao cứ khóc hoài vậy anh? Thì tôi đang khám này không thấy sao? Đến đi con, đến đi con, đến đi, đến đi con. Sao đứng như trời trồng vậy, lấy cái quạt quạt cho con đi. Nhanh lên, quạt ở đây. Đến đi con, đến đi con. Anh xúc cho con đi. Thì kỳ lạ sao khóc hoài vậy ta? Không biết con bị bệnh gì nữa. Nín đi con, nín đi. Anh, để em ẩm, em dỗ thử coi. Nhanh đi. Đừng có khóc nữa mà, đừng có khóc nữa nha con. Anh ơi, hay là con mình bị đau bụng đó anh, hay là bây giờ mình đưa con đi nhà thương đi anh.
sức dầu cho con đi, con nó như thế nào. Đến đi con, đến đi con, đừng khóc nữa mà, đến đi con. Bây giờ phải làm sao đây anh? Đến đi con. Chứ con nó khóc hoài à. Đến đi con. Nó khóc hoài vậy, nó bị khăn tiếng thì sao? Đến đi con, đến đi con, đến đi. Thảo ơi, Thảo ơi, Thảo, Thảo ơi, có nhà không em? Ờ. Chết cha, anh Huy ảnh tới mà mình mặc đồ vậy sao được hả? Thảo ơi, em có nhà không Thảo? Ờ, kệ, chơi luôn. Chào em. Anh gọi em nãy giờ mà lâu quá không thấy em ra mở cửa. Anh tưởng em không có nhà nên định về rồi. Tại em ở trong phòng á nên em không nghe được. Cái này là tại vì lâu lâu em phải. Trời, chị Trinh, anh hai. Dạ thưa má, con mới về. Dạ thưa má, con mới về. Hai người đi đâu vậy? Bồng mấy phút đi nữa, làm em với má lo quá trời luôn à. Thôi, em đưa con vô dỗ cho nó ngủ đi. Chuyện này để anh giải thích cho. Phải đó con, dỗ con ngủ đi rồi xuống ăn cơm, cũng trưa rồi nghe con. Dạ, dạ thưa má con vô. Mà nè, em cứ từ từ dỗ con. Dạ. Để cho con Thi Trang nó lo cơm nước. Ờ. Dạ, con vô nha má. Kêu em dọn cơm hả? Chứ sao, mày không ăn cơm hả? Lớn rồi phải nơi công dây chánh đi, giống như chị hai kìa. Hả? Em có nghe lộn không ta? Má, má cũng nghe rõ phải không má? Ừ, tôi có điếc đâu mà không nghe. Khải nè, nhưng con và vợ con đi đâu vậy hả? Má về nhà không thấy đứa nào hết trơn, làm má sợ hết hồn vậy đó. Tưởng đâu Thiên Phúc xảy ra chuyện gì. Dạ bữa nay con đi làm về sớm, con đưa Trinh Trinh ẩm Thiên Phúc đi dạo một vòng chơi. Thảo. Con anh của nè, ba. Em đã pha thuốc xong nhanh dặn rồi nè. Để ngủ chút xíu rồi em cho con uống. Nè anh, nãy giờ con mình bớt đau cho anh. Người lớn đau bụng còn khó chịu mà, huống chi là con nít. Anh nè, anh ẵm nãy giờ chắc mỏi tay rồi, anh đưa đây em ẵm cho. Anh chưa có mỏi tay đâu, để anh nằm cho một lát. Em tranh thủ ngủ một chút đi, thức cả đêm rồi còn gì phải không? Dạ không sao đâu. Anh nè, anh để em dỗ con cho, anh đi nghỉ ngơi đi. Lại cãi nữa, phải nghe lời anh, kêu ngủ là phải ngủ. Dạ em biết rồi, nhưng mà con đau như vậy lòng dạ nào mà em ngủ được. Nếu không ngủ được có thì mẹ mốt nhớ nấu nước uống giống như anh dặn nghe. Dạ. Bà thương, bà thương ha. Cô hai ơi, có nhà không cô hai ơi? Có ông bà lên thăm cô hai ơi. Ủa, ủa, ủa ông ơi, cửa không có khóa ông ơi. Ừ. Chị Xuôi ơi, có nhà không chị? Có ai ở nhà không? Ông kêu lần nữa coi. À, chị Xuôi ơi, có nhà không chị Xuôi? Chắc con nghĩ mọi người sao bếp á. Hay để con vô chổng coi sao nha. Ê, khoan đã. Đâu có được. Đâu có để được. Để con coi làm sao. Nhà ông. Không được đâu. Sao mà tùy tiện vô nhà người ta được con? Với lại ở đây là nhà của Xuôi gia nữa mà. Biết vậy sao anh không chỉ cho em? Phải chi anh chỉ cho em sớm, để em làm cho con là được rồi. Cô hai cậu hai ở trong phòng khách á, mình vô nghỉ ngơi đi. Vô bà, đi vô. Dạ. Ừ,
Chào hai con. Chào ba má. Khải, con đi đâu vậy? Dạ không có gì. Dạ. Ủa, hình như cô cậu có em bé rồi kìa, ông bà. Dạ. Ủa. Dạ, chào cô. Tụi con có con rồi hả? Dạ chuyện này con. Chuyện này là. Thôi để em nói cho. Thôi, để em nói cho. Dạ. Dạ thưa ba má, chuyện này là. Em làm gì mà sầu não dữ vậy? Anh ngồi nãy giờ mà không nói với anh tiếng nào hết. Hay là em ghét anh hả? Đâu có. Em đang rầu thối ruột đây nè. Chuyện gì mà phải làm cho em lo lắng dữ vậy? Em đang thiếu Mỹ Lệ nhiều tiền lắm rồi. Thiếu tiền? Em làm gì mà phải đi vay tiền Mỹ Lệ? Nói cho vay nặng lãi, em không biết sao mà dính vô. Em cần tiền sao con nói với anh? Anh đã cho em quá nhiều, làm sao em có thể mở miệng xin anh được. Với lại lúc đánh bài em sung máu quá, em đâu có ngờ số mình xui xẻo dữ vậy. Em cứ tưởng gỡ được, ai ngờ càng gỡ càng thua. Tiền thì lãi mẹ đẻ lãi con, chưa đầy 2 tháng mà nó quá trời quá đất. Kiểu này cho em phải đi làm lại quá. Đang lúc ở ngoài anh không có mang theo nhiều tiền, em cứ cầm đỡ bao nhiêu đây mà xài. Ngày mai về nhà anh sẽ đem tiền để em trả cho Mỹ Lệ. Thôi, em không có nhận tiền của anh nữa đâu. Cứ nhận hoài như vậy em thấy mình áy náy lắm. Có gì đâu mà áy náy, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn là chuyện bình thường thôi. Em nhận đi đừng có ngại. Thôi vậy cái này em mượn anh, mai mốt em trả lại cho anh sau nha. Người chồng yêu dấu của em tới bữa nay vẫn chưa chịu năn nỉ em sao? Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn dữ vậy? Nhưng phụ nữ một chút có chết gì đâu. Anh Khải không phải là nhỏ mọn, cũng không phải là thù dai, chỉ là ảnh hơi cứng đầu và bướng bỉnh chút xíu thôi. Nhưng mà ảnh không thể nào thắng em được đâu. Kể cả chuyện hồi chiều nữa, khi bị ba má bắt gặp, anh cứ lo em sẽ nói hết mọi chuyện cho ba má biết. Em đã hứa với anh rồi nên sẽ không nuốt lời đâu. Như vậy sẽ thiệt thòi cho em lắm, nhất là khi ba má có ý định lập khai sinh cho đứa con. Em có nghĩ đến chuyện em đứng tên mẹ trong khai sinh của Thiên Phúc thì sau này em phải chia một phần tài sản của em không? Em không nghĩ xa tới như vậy đâu, nhưng mà em cũng không biết là có chuyện này nữa. Vậy bây giờ thì em biết rồi, em có muốn thay đổi ý định của mình không? Em vẫn như vậy, em sẽ đi làm khai sanh cho Thiên Phúc và coi nó như con ruột của mình. Trinh à, em cứ sống cho người khác mà không có dự định cho tương lai của mình sao? Tương lai của em là ở đây. Mà sao tự nhiên hôm nay anh lại hỏi em câu này? Có phải là anh muốn trả em về cho ba má em không? Em hỏi anh câu này, có bao giờ em nghĩ là em đã xúc phạm anh không? Không lẽ trong mắt em, anh là một kẻ vong ơn, vô tình, phụ nghĩa như vậy sao? Em không có. Một năm qua em đã giúp cho anh biết bao nhiêu chuyện. Anh đâu phải là sỏi đá đâu, mà anh vô tâm không biết chứ. Nhưng mà anh vừa mới nhắc tới tương lai, cho nên là em thấy lo lo. Đúng là em nên lo, lo cho tương lai của em đi. Không lẽ suốt đời em chấp nhận làm vợ hờ của anh vậy sao? Không làm vợ hờ của anh thì em biết phải làm gì bây giờ? Quyền quyết định đâu phải thuộc về em đâu. Vậy thì ai? Ai? Ai có quyết định cuối cùng trong cuộc đời của em? Là anh. Cuộc đời của em bây giờ hạnh phúc hay bất hạnh là do anh quyết định. Em à,
Em tin anh đến như vậy sao? Từ lúc bước lên xe qua, em nghĩ là em đã trao trọn cuộc đời này cho anh rồi. Nếu như em nói đã trao trọn cuộc đời cho anh quyết định, vậy thì em phải nghe lời anh đúng không? Ừ, trước giờ em vẫn nghe lời anh mà. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay. Con nói vậy là sao? Trị bệnh cho em bé, trị cái mặt đó hả? Con có thể nói rõ cho bà nghe được không? Dạ. Ý con nói là trị cái mặt, cái bớt em bé nè. Con nói... Trang, em nghĩ gì vậy? Không có gì. Mà nè, em đã nói cho anh ta biết rõ tình cảm của mình chưa? Chưa. Em cũng... Thôi ba má về nha con. Dạ, ba má về mạnh giỏi. À. Má, má đi đường thủ lộ bình an. À. Nếu như Thiên Phúc có quấy phá gì thì má kêu con xuống nha. Ờ em, hình như Thiên Trang bồng Thiên Phúc ra xe rồi hả em? Dạ. Con yên tâm đi. Khi mà về dưới á, bà với má sẽ phụ Thiên Trang để canh giữ em bé. À mà thôi, trễ rồi, xin mời chị Xui cùng ra xe. Mình đi chị. Dạ. Thôi, má đi nghe hai con. Dạ. Nhất định má sẽ đem tin tốt về cho các con. Dạ. Thôi em à. Em, sao em có vẻ thẫn thờ quá vậy? Em thấy buồn vì vắng vẻ quá. Em thấy nhớ Thiên Phúc. Bởi con chút mà em đã nhớ chạy rồi, em sẽ không buồn không vắng vẻ đâu. Tuần trăng mật của hai đứa mình, anh sẽ khiến cho em bận rộn cả ngày lẫn đêm. Dạ.